Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Trong lúc Ezra cầu nguyện như vậy, vừa khóc, vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel, người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người, chúng cũng khóc nức nở. Shekania, con trai Jehiel, cháu của Elam, bèn nói cùng Ezra rằng: "Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Israel. Vậy bây giờ, ta hãy lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thảy những người nữ kia và các con cái của họ đã sinh ra, y như lời chỉ giáo của Chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta, khá làm điều ấy theo luật pháp. Ông hãy đứng dậy, vì việc này can hệ đến ông, và chúng tôi sẽ giúp đỡ, khá can đảm mà làm." Ezra bèn đứng dậy, khiến những thầy tế lễ cả người Lê-vi và cả Israel thề rằng mình sẽ làm theo lời ấy. Chúng liền thề. Khi Ezra đã trỗi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Johanan, con trai Eliashib. Người vào đó không ăn bánh và cũng không uống nước, bởi người lấy làm buồn thảm vì có tội lỗi của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Người ta bèn ra truyền khắp xứ Giu-đa và Jerusalem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về và nhóm hiệp tại Jerusalem. Trong 3 ngày, ai không vâng theo lệnh của các quan trưởng và trưởng lão mà đến, thì các tài sản người ấy sẽ bị tịch phong và 9 người bị truất ra khỏi hội chúng của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Trong 3 ngày, các người của Giu-đa và Benjamin đều nhóm lại tại Jerusalem nhằm ngày 20 tháng 9. Cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn. Đoạn Ezra, thầy tế lễ đứng dậy và nói rằng: "Các ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại bang và thêm nhiều lên tội lỗi của Israel. Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi và làm điều đẹp ý Ngài. Hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang." Cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: "Phải, điều ông đã nói, chúng tôi phải làm theo." Song dân sự đông và là nhằm mùa mưa, chúng tôi không có thể nào đứng ngoài. Lại điều này chẳng phải là việc có 1 hoặc 2 ngày, vì trong việc này chúng tôi đã phạm tội nhiều lắm. Vậy, xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng. Phàm ai trong các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang phải đến theo kỳ nhất định với các trưởng lão và quan xét của bổn thành, đặng sắp đặt việc này cho đến chừng đã nguôi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chỉ Nathan, con trai của Asael và gia của Asael và Yasia, trai đức và phản cãi lời định này, và Mesulam cùng Sabbetai người Lê-vi đều giúp cho họ. Vậy những người đã bị bắt làm phu tù được trở về làm theo điều đã nhất định. Người ta chọn Ezra, thầy tế lễ và mấy trưởng tộc tùy theo tông tộc mình, hết thảy đều gọi đích danh. Ngày mùng 1 tháng 10, chúng ngồi xuống đặng tra xét việc này. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang. Trong dòng thầy tế lễ cũng có thấy những người đã cưới vợ ngoại bang. Trong con cháu Yeshua, chít của Yosadak, và trong các anh em người có Maaseya, Eliese, Yarib và Gedalia. Chúng hứa đuổi vợ mình và dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc tội mình. Trong con cháu Ime có Hanani và Sebadia. Trong con cháu Harim có Maaseya, Eli, Shemaya, Yehien và Usia. Trong con cháu Phasura có Elioenai, Maaseya, Ismael, Nathanael, Yosabat và Eleasa. Trong người Lê-vi
có Josabat, Shimei, Kelaya cũng gọi là Kelita, Phetahia, Juda và Eliese. Trong các người ca hát có Eliashib, trong những người giữ cửa có Shalum, Telem và Uri. Trong dân Israel, trong con cháu Pharos có Ramia, Isia, Mankia, Miyamin, Eleasa, Mankia và Benaya. Trong con cháu Elam có Mattania, Sachari, Yehien, Abdi, Jeremot và Eli. Trong con cháu Sattu có Elioenai, Eliashib, Mattania, Jeremot, Sabat và Asisa. Trong con cháu Bebai có Yohanan, Hanania, Sabbai và Aklai. Trong con cháu Bani có Mesulam, Maluk, Adaya, Yashuk, Shean và Ramot. Trong con cháu Phahat Moab có Akna, Kelan, Benaya, Maaseya, Mattania, Bethsaleen, Binnui và Manashe. Trong con cháu Harim có Eliese, Yishia, Mankia, Shemaya, Shimeon, Benjamin, Maluk và Shemaria. Trong con cháu Hashum có Magnai, Magtata, Sabat, Eliphelet, Jeremai, Manashe và Shimei. Trong con cháu Bani có Maedai, Amram, Uen, Benaya, Bedia, Keluhu, Vania, Meremot, Eliashib, Mattania, Mattenai, Yaashai, Bani, Binnui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Magnakbai, Shashai, Sarai, Asaren, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria và Joseph. Trong con cháu Nebo có Yein, Matithia, Sabat, Sebina, Giacdai, Yoen và Benaya. Hết thảy người ấy đã cưới vợ ngoại bang, và cũng có nhiều người trong bọn ấy có vợ đã sanh đẻ con. Thi Thiên 147. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi. Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem. Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Israel, chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất. Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, gãi đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngài bao các tầng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi, ban đồ ăn cho thú vật và cho quả con kêu rêu. Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người, bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Hỡi Jerusalem, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ở Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi, vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi nên vững chắc, ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi. Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miếng tốt nhất. Ngài ra lệnh mình trên đất, lời của Ngài chạy rất mau. Ngài cho mưa tuyết như lông chiên, rải sương móc trắng khác nào tro. Ngài ném giá từng miếng, ai chịu nổi được sự lạnh lẽo của Ngài. Ngài ra định làm cho tuyết giá tan ra, khiến gió thổi nước bèn chảy. Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, luật lệ và mạng lệnh mình cho Israel. Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác, chúng nó không có biết mạng lệnh của Ngài. Hallelujah. Phúc âm Mác chương 1. Đầu tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.
Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Vả trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu Giăng làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình ngài như chim bồ câu. Là có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc ngài. Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê em người đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo ngài. Đi một đổi xa xa, ngài thấy Gia-cơ con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo ngài. Kế đó đi đến thành Ca-bê-na-um. Nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của ngài, vì ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng: Hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giê-xu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilê. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Simon và Andrê. Vả bà gia Simon đương nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng ngài, cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phung đến cùng ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa hứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phun lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giê-xu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy,
để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa. Song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Chương 2. Khoảng một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ, có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thế ấy. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại trở về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi con A-phê đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giê-xu nghe vậy bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Vả môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy. Xong tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ mà đằng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa mì. Đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào, trong đời Abiatha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì, con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Chương 3. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bằng tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng đặng cáo Ngài.
Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra tức thì bàn luận với Phe-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển. Có đoàn dân đông lắm từ xứ Galilê đến theo Ngài, từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ I-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Thi-rơ và thành Si-đôn cũng vậy. Dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, nên nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài bèn sấp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng: Thầy là con Đức Chúa Trời. Song Ngài nghiêm cấm chúng nó, chớ tỏ cho ai biết mình. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ, con Cê-bê-đê, và Giăng, em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; Anh-rê, Philip, Bát-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chính tên này đã phản Ngài. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà. Đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng: người bị quỷ Bê-en-xê-bun ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giê-xu kêu họ đến dùng lời thí dụ mà phán rằng: sao quỷ Sa-tan đuổi được quỷ Sa-tan? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tức nó bị chia xé ra, không thể còn được. Song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng: người bị tà ma ám. Mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài sai kêu Ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng: này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy. Song Ngài phán cùng họ rằng: ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: kia là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng,
phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.